Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Giải trí. Giải phẫu sau pháp y còn chuyên nghiệp hơn. Xuyên qua thế giới song song, trở thành tiểu thịt tươi, sau đó thu được giải trí hệ thống. Nhưng cái hệ thống này, kỹ năng có chút âm phủ. 8 phút cắt đứt một người. Anh hiểu rõ phân thay hơn bất cứ ai. Không có khóa không mở ra được. Chỉ cần là khóa, cậu đều có thể mở ra. Nghệ thuật xuất thiên. Không đúng, tôi là thần bại. Nghe hiểu tiếng vỗ tay. Bất cứ ai sẵn sàng đầu tư tiền cho bạn miễn là bạn muốn. Không phải, những kỹ năng này thật sự là minh tinh nên có sao? Kết quả làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, Trần Phàm dĩ nhiên bởi vì những kỹ năng này nổi tiếng. Chỉ là chú ý Trần Phàm đều là một ít người kỳ quái. Cảnh sát hình sự, SVWAT, cảnh sát, tội phạm. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Chương 1 Mới vào chỗ làm việc chúng ta, cầu duy trì, canh một Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 1 Ra vào công sở chúng ta, cầu ủng hộ, canh thứ nhất, đây là lần cuối cùng trợ giúp ngươi, nếu là ngươi vẫn là không có biện pháp, đem người của mình xả cho kéo trở về, ta cảm thấy, chúng ta muốn triệt để cắt đứt hợp đồng. Trong phòng làm việc, ông chủ Dương rất nghiêm túc nhìn Trần Phạm. Trần Phạm im lặng nói. Làm tiểu thịt tươi thì tốt rồi chứ, không phải là xem nhan sắc sao. Đúng, ngươi là nhan sắc cao, tiểu thịt tươi, nhưng là ngươi cũng không thể cái gì cũng không biết đi, hát nhảy đều là cơ bản nhất, không biết sao. Biết rồi, nhưng học không rõ. Ta thật sự là mắt bị mù, lựa chọn ngươi, quên đi, bên này, ta cho ngươi an bài một cái chương trình giải trí, sau đó ngươi liền muốn đi qua, lúc này đây, chúng ta cùng nhau, hiểu chưa? Trần Phạm không nói gì, nói. Được rồi, được rồi, biết rồi, được rồi. Sau đó văn kiện ném cho Trần Phạm, Trần Phạm cầm lên, nghiêm túc đọc lên. Chúng ta mới vào nghề, mùa thứ hai tuyên truyền, mùa pháp y. Mùa này lựa chọn chính là một ít thuần túy tố nhân tham gia tiết mục, mà làm khách quý nhân tuyển có dương lão bản trần phàm còn có một cái gọi là cao nghiệp nữ nhân ba người thành lập một đoàn đội đương nhiên đi theo còn có một pháp y chuyên nghiệp thầy lưu mấy người thành lập một đội ngũ có lưu lượng có chuyên nghiệp tiến hành chấm điểm cho người mới công sở pháp y bốn chữ này tổ hợp lại liền thật sự rất hấp dẫn người phải biết rằng pháp y trong mắt vô số người vẫn luôn là tồn tại rất thần bí mọi người luôn không tiếp xúc được ngoại trừ ở một ít tác phẩm điện ảnh và truyền hình bên trong nhìn thấy được ở ngoài, liền cũng không thấy rõ ràng lắm. Mà sử dụng pháp y mùa này, kỳ thật mục đích cốt lõi là đến tuyên truyền pháp y, hơn nữa đạt tới uy hiếp tội phạm tác dụng. Chính là minh tinh cần chuẩn bị tâm lý thật tốt, ra hiện trường, còn có quan sát pháp y giải phẫu vân vân, cần tố chất tâm tư rất mạnh mẽ. Ngồi ở trong xe cần cù, Trần Phạm ngáp một cái, không nói gì cảm thán nhân sinh không công bằng nói thật nếu là có thể chính mình thật không nghĩ tới làm tiểu thịt tươi nhưng là hệ thống yêu cầu chính là chính mình làm tiểu thịt tươi thời gian một năm sau đó mới có thể mở ra hệ thống bất đắc dĩ trần phàm chỉ có thể kiên trì đáp ứng mà thời gian vừa vặn dừng lại ở ngày này đinh chúc mừng chủ ký sinh đạt được hệ thống đại minh tinh ta kháo cuối cùng cũng tới thật sự là quá trâu bò đại minh tinh hệ thống chẳng phải là nói, chính mình lập tức liền có thể trở thành minh tinh. Sau đó chinh phục giới giải trí, sau đó để vô số nữ nhân đi theo mình, sau đó chính mình mở ra tân thế giới đại môn. Dù là cửa trước hay cửa sau. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh, thu được pháp y học kiến thức cơ bản, chúc mừng chủ ký sinh thu được cơ sở kỹ năng. Tám phút cắt ra một người. Người cắt người tốc độ, cực nhanh vô cùng. Chờ đã, có phải cách mở không đúng không? bạn có bị nhiễm virus không? Không phải, ta muốn chính là ca hát, khiêu vũ, là rap, mà không phải cái gì giải phẫu thi thể có được hay không? Những thứ này, cùng ta có quan hệ gì đâu? Sau đó hệ thống không có động tĩnh. Kháo, mình đây là bị hố đi. Quên đi, đi một bước tính một bước đi. Thông thường trên xe, Dương Lão Bản nhìn xe máy tính bản văn kiện, nói ra. Lúc này đây Pháp y quý, nhớ kỹ, không nên nói đừng nói, chúng ta căn bản không hiểu pháp y tương quan tri thức, chỉ cần đi theo là được, thích hợp sinh động không khí. Không khí sôi động. Kéo thi thể khiêu vũ có tính không? Người nếu là có thể lôi kéo thi thể khiêu vũ, ta ngược lại là rất vui vẻ tuyên truyền chuyện này, tương phản, vẫn là có thể phát hỏa, chỉ là ngươi dám sao? Cái này có cái gì không dám? Mỗi một cái đi minh tinh đều là nói như vậy, Pháp y quý thứ hai vì cái gì lựa chọn chúng ta, thật sự cho rằng là ta dùng tiền đi cửa sau. Kỳ thật không phải, là rất nhiều người đều đã thử qua, phát hiện không có biện pháp hiện trường tiếp xúc thi thể, cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể buông tha. Ngẫu nhiên, đúng rồi, cái kia cao nghiệp cũng là đem. Đúng, cao nghiệp là một diễn viên không nhập lưu, diễn phần lớn đều là diễn vai phụ vân vân, cơ hội lần này thật ra không liên quan gì đến cô ấy, nhưng là bởi vì không ai tranh đoạt, tự nhiên sẽ đến phiên cô ấy. Đẹp không? Ông chủ dương tức giận lường Trần Phạm một cái, cầm bút, gõ đầu Trần Phạm một cái, nói. Cả ngày chỉ nhớ phụ nữ. Bây giờ cậu phải duy trì người độc thân cho tôi, hiểu chưa? Cảm giác thiếu niên có biết hay không? Ngẫu nhiên, được rồi, biết rồi, cảm giác thiếu niên, ta hiểu được, lại nói, đập thi thể, người xem có thể tiếp nhận sao? có nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hiện trường tiến hành đánh số không cần xử lý tiếp theo khán giả chỉ có thể nhìn thấy đại khái nhưng cho dù là nhìn thấy đại khái cũng rất khó để người ta chấp nhận cho nên tất cả mọi người đều đang thử xe đi lại đến hiện trường bên này rất nhanh nhiếp ảnh gia cùng đạo diễn bên này liền đi tới từ giờ khắc này bắt đầu truyền hình trực tiếp cũng bắt đầu mc thầy hà nói cảm ơn các em nếu các em không đến thầy thật sự không biết mời người khác thế nào. Ông chủ Dương nói. Không có gì đáng ngại, cũng cảm ơn mọi người đã cho Trần Phạm một cơ hội. Trần Phạm hàm súc gật đầu. Ông chủ Dương quan sát khuôn mặt thầy Hà, nói. Gần đây nghỉ ngơi không tốt. Sao sắc mặt tái nhật như vậy? Cũng không phải, chỉ là ta tới trước, sau đó đi theo lưu lão sư, đi tìm hiểu phòng mổ, nhìn một chút thi thể, nhìn không được, trực tiếp nôn ra. Thầy lưu mập mạp, đứng ở một bên, cất tay, đeo kính, mỉm cười. Trần Phạm chỉ vào máy quay phim, nói. Cái này bắt đầu truyền hình trực tiếp rồi. Hà lão sư nói ra. ừ bắt đầu phát sóng trực tiếp, rất sớm đã bắt đầu, lúc này đây tuyên truyền hạt tâm là những này Pháp Y học sinh, cùng với Pháp Y, liền không có quá phận chế tác vào sân nghi thức gì đó. Bên này, Cao Nghiệp đi tới, cùng mấy người chào hỏi mà Dương Lão Bản nói. Thật sự thái quá như vậy. Nói xong, Lưu Lão Sư dẫn đội, mấy người đi vào trong phòng giải phẫu. Bên này, ông chủ Dương thấy được trên bàn, thi thể tái nhợt, sau đó đưa tay, đưa túi cho Trần Phàm. Ông chủ, làm sao vậy? Nói xong. Ông chủ Dương cúi đầu, ngồi sổng bên cạnh thùng rác, nôn ra. Trần Phàm cười, đi tới bên cạnh thi thể, cúi đầu nhìn, sau đó vỗ một cái cũng không tệ lắm, trắng nõn, trắng nõn. Trong phòng truyền hình trực tiếp mọi người hô hấp trong nháy mắt dừng lại. PS. Xin ủng hộ, cảm ơn mọi người. Phi lưu tiểu thuyết, phi muốn ngươi đẹp mắt. Chương 2. Gia hỏa này ít nhiều có chút không bình thường, cầu duy trì, canh hai. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2. Tên này ít nhiều có chút không bình thường chờ một chút, không thích hợp lúc vừa khen thi thể, Trần Phạm liền phát hiện không thích hợp. Chính mình đây là làm sao vậy, không thích hợp, chính mình tự hồ không thích hợp. Chẳng lẽ nói, sau khi đạt được kỹ năng âm phủ, còn có thể ảnh hưởng đến tính cách của mình sao? Kỳ thật, tiểu thịt tươi một năm này, Trần Phạm làm rất triệt để, làm sao khiến người hận làm sao, đẹp trai liền xong việc, làm sao đùa dẫn lạnh lùng làm sao. Quay phim đọc con số, đi ra ngoài quay phim, các loại tìm việc, dù sao trần phàm lý giải tiểu thịt tươi chính là như thế sự thật thật đúng là thành công đề tài không ngừng rất nhanh liền để trần phàm trở thành chiêu nam nhân oán hận nữ nhân thích tiểu thịt tươi ngay tại mọi người nhìn thấy trần phàm thời điểm dự định phun ra trần phàm một cái hành động này cho mọi người làm mơ hồ không chờ đã có phải tôi mở sai cách không không phải người này có phải thần kinh não thiếu một căn nhàn rỗi hay không Người này, ít nhiều có phải mang theo chút vấn đề hay không? Hay là nói ta, mở ra phương thức không đúng, người này, không sợ thi thể sao? Lưu lão sư ở một bên nói. Người không sợ. Trần Phạm nói. Không biết, chính là cảm giác, không sợ, có thể ta trời sinh, thể chất tương đối khá. Ngẫu nhiên, vậy cũng là hiếm thấy, người trước mang theo các nàng đi ra ngoài đi. Trần Phạm đỡ ông chủ dương và cao nghiệp rời khỏi phòng mổ đặc biệt mua một ít nước đưa cho hai người. Hà lão sư nói: hiện tại biết vì sao ta sắc mặt tái nhợt đi, ta ngay từ đầu cũng cảm thấy ta chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là trên TV cùng hiện thực thật là kém rất nhiều. Ông chủ Dương thở phào nhẹ nhõm nói: ai, tôi cũng nghĩ giống như anh. Trước khi đến, tôi đặc biệt bổ sung một ít phim truyền hình cỡ lớn, kết quả cho dù tôi bổ sung cũng không có ý nghĩa gì, thật sự nhìn thấy thi thể tôi thật sự chịu không nổi cao nghiệp nói ai ta không sao nhưng vẫn buồn nôn ghê tởm lưu lão sư đi ra nói bình thường làm pháp y không phải mỗi người đều thích hợp rất khó rất khó đến bên này qua một chút chậu thang tương đối tốt qua lò sưởi mấy người nghi hoặc nhìn lưu lão sư lưu lão sư nói ra không phải mê tín lão truyền thống cổ đại ngỗ tác kỳ thật chính là sớm nhất pháp y khi đó liền lưu hành qua chậu thang giải phẫu qua hoặc là giải phẫu kết thúc qua chậu thang có thể bỏ đi trên người vận xuôi còn có một ít âm khí kỳ thật khoa học giải thích chính là làm cho thân thể người ta ấm áp một chút dù sao trong phòng làm việc cũng tương đối âm lãnh mấy người đi theo đi tới trước chậu thang bước qua làm tốt những thứ này về sau lưu lão sư mang theo đại gia hỏa tiến vào chuyên nghiệp thu nơi vì tuyên truyền pháp y bên này sớm liền chuẩn bị một ít văn phòng nhà chuyên xây còn có ký túc xá chuyên dụng tương lai nếu như không ghi lại pháp y đại bộ phận mọi người đều có thể ở bên này rất tốt công tác cuộc sống mấy người đi lại thầy lưu giới thiệu pháp y cho mọi người bình thường pháp y chính là hai loại một loại là ra hiện trường cu ly việt một loại là văn phòng công tác cái gọi là công tác văn chức là được hoan nghênh nhất, nhưng cũng là dễ xảy ra vấn đề nhất. Mấy người mang theo nghi hoặc nhìn về phía lưu lão sư. Giám định thương tật biết không, như thế nào đem giám định thương tật hợp lý hóa, là chúng ta một mực cố gắng đấy, nhưng là hiện tại rất nhiều người đều hy vọng, chính mình bị đánh về sau, bị thương càng nghiêm trọng, sau đó đi cửa sau, thu tiền lì xì vân vân, ai, rất nhiều rất nhiều. Cô giáo hà vẻ mặt xấu hổ, có chút không biết tiếp đề tài như thế nào đây là có thể nói thẳng sao ha 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 lưu lão sư quá thành thật thầy lưu này vì lôi kéo người làm pháp y cái gì cũng dám nói ai nhận tiền lì xì không phải là thao tác bình thường sao trong bệnh viện tôi cho nhiều tiền lì xì quá bất cứ khu vực nào bất cứ quốc gia nào đây đều là hiện tượng rất bình thường ông chủ dương nói những thứ này đều là không thể tránh khỏi thầy lưu nói đúng vậy luôn có người thích đi cửa sau nhờ quan hệ để quen biết chúng ta nhưng giám định thương tật có một bộ môn hoàn chỉnh không có biện pháp làm giả có cho tiền lì xì hay không đều không thay đổi được kết cục nhưng mà không cho bọn họ sẽ không an tâm dựa theo lưu lão sư ngài nói kia làm pháp y kỳ thật sẽ rất nhiều người lưu lão sư nói là rất nhiều nha làm văn chức rất nhiều nhưng là một cái khu vực liền như vậy một cái thi vào là rất khó nhưng là cái thứ hai mảng ra hiện trường liền không nhiều lắm ra khỏi hiện trường đây quả thật là một thứ rất khó giải thích lúc giới thiệu mọi người đi tới văn phòng chuyên môn ngồi xuống vị trí của mình sau đó chính là các học viên mỗi người vào sân ống kính phòng truyền hình trực tiếp cũng thay đổi không còn là đối với những giám khảo này mà là đối với những tuyển thủ mới tới mới vào nghề lựa chọn tự nhiên là một ít tốt nghiệp hoặc là đã làm qua pháp y công tác người đến tiến hành sàng lọc một đám nam sinh nữ sinh đẹp trai xinh đẹp từng người đi tới mc bên này cũng mỗi người tiến hành giới thiệu đại khái là bốn nghiên cứu sinh ba quyển một chuyên tỷ lệ nam sinh tương đối bình thường bốn nam sinh bốn nữ sinh có người chuyên môn làm pháp y một năm thực tập cũng có người chuyên ngành tang lễ cũng có người chuyên môn làm công tác hộ lý cũng có nghiên cứu sinh chuyên ngành nghiên cứu bệnh lý học cơ bản khái quát các ngưỡng cửa nam sinh đẹp trai nữ nhân xinh đẹp có thể nhìn ra chỉ là lúc lựa chọn người đã thật sự bỏ công sức mọi người từng người tiến vào trong phòng làm việc chuyên môn từng người tìm vị trí của mình mà làm giám khảo trần phạm mấy người thì là có thể trực tiếp quan sát đến những người này tại hiện trường trạng thái thầy lưu làm pháp y nhan sắc đều cao như vậy sao lưu lão sư nói cũng được đây không phải là vì tuyên truyền pháp y sao cho nên liền đặc biệt tìm những người này thầy hà nói chủ yếu người thực sự làm nghề này quá ít người muốn tìm việc làm cũng rất ít mà làm ba người là trợ lý đoàn các em phải trợ lực cho tuyển thủ trần phạm lên tiếng trước ta lựa chọn hướng cầm cầm ông chủ dương nói tại sao nhìn liền đẹp nhu thuận nha làm sao vậy Lý do này không tính sao? Dương lão bản trực tiếp cho Trần Phàm một cái đầu, nói: "Ta là cho ngươi lựa chọn nhậm chức, không phải cho ngươi chọn mỹ nhân." TS Xin ủng hộ, cảm ơn mọi người. TS Viết pháp y rất ít, giải phẫu cũng rất ít, nhiều cho điểm số liệu, cảm ơn mọi người. Đọc sách ba việc. Đọc, sưu tầm, thêm khen thưởng. Chương 3 tiết thứ nhất chính là các thi thể, cầu duy trì, canh ba. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 Bài học đầu tiên liền xem thi thể, cầu duy trì, canh ba, lưu lão sư nói. Nếu là phỏng vấn, đổi lại là trước kia, chúng ta sẽ không xem nhan sắc cô nương. Hà lão sư nhìn không được, nở nụ cười, nói. Lưu lão sư, cái kia, Trần Phạm là đang nói đùa, sinh động không khí. À, được rồi, ta tưởng là thật sự chọn người ha 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 lúc này truyền hình trực tiếp gian mọi người nhao nhao nở nụ cười mọi người nội tâm là thật cảm giác rất thú vị qua wow, lưu lão sư này thật thú vị nha thật khờ khảo. tôi nhờ người hỏi một chút vị lưu lão sư này chính là lão đại ca trong giới trần phàm sinh động tức giận vẫn là như vậy ghê tởm hảo hảo pháp y tiết mục tìm cái gì lưu lượng tiểu thịt tươi đâu này ai không có ý tứ không có ý tứ nếu không phải pháp y tôi cũng không xem tiết mục này cao nghiệp hỏi vậy lưu lão sư mấy năm nay có phải hay không ghi danh pháp y nữ sinh đặc biệt nhiều đúng vậy trước kia thời điểm lựa chọn pháp y người rất ít rất ít một cái chuyên nghiệp cơ bản liền một nữ hài tử nhưng là theo hiện tại pháp luật kiện toàn cần càng nhiều người đi tiến hành giám định tự nhiên nữ hài tử liền rất nhiều có thể đạt tới trình độ một chọi một Trần Phạm nói ra. Ngồi ở văn phòng, không có việc gì ký ký văn kiện, sau đó thu một chút tiền lì xì, nếu là ta là cha mẹ, ta cũng nguyện ý chính mình hài tử đi làm loại này công tác văn chức. Lưu lão sư ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phạm, nói: "Kém không nhiều lắm đi, bất quá, văn chức cạnh tranh áp lực lớn, không phải dễ như vậy đi làm, nếu là có thể tiến vào giám định khoa, cũng là đối với bản thân có trợ giúp. Ai, nếu có người nguyện ý đi giải phẫu ra khỏi hiện trường thì tốt rồi tiếng thở dài của thầy lưu đang truyền hình trực tiếp kỳ thật cũng đang gõ tâm linh mọi người đúng nha làm pháp y ngươi là lựa chọn chịu khổ vất vả hay là lựa chọn cái loại kia văn chức còn có tiền cầm người bình thường đều lựa chọn loại thứ hai loại thứ nhất có lẽ có người lựa chọn nhưng là những người đó không nên bị người chê cười mà là hẳn là được người tôn trọng ông chủ dương nói sẽ luôn có người thay chúng ta gánh nặng đi về phía trước lưu lão sư gật đầu nói không sao chứ xem ra ngươi đã làm bài tập dương lão bản ngươi có thể nổi tiếng ta hiện tại đã hiểu hà lão sư nói ra lưu lão sư tại các ngươi pháp y trong mắt sẽ xem ngũ quan sao ách à, ta không biết người khác ta nhiều năm như vậy giải phẫu ba ngàn cổ thi thể bả ngũ quan đã sớm xem nhẹ người chết đi thời điểm kỳ thật đều là giống nhau không có gì khác biệt quá lớn trần phạm nói ta đây nếu là chết có tính là đẹp trai nhất hay không ông chủ dương thật sự muốn đánh người lưu lão sư nói đương nhiên là rất đẹp trai điểm này nhìn từ góc độ toán học là đúng phân chia vàng cái này người ở đây đều biết trần phạm xuất đạo chính là đi con đường này dáng người hoàng mỹ khuôn mặt hoàng mỹ cộng thêm cái loại này làm cho người ta chán ghét tiểu thịt tươi nhân thiết ổn định lập tức tiểu thịt tươi nóng bỏng nhất lúc này hà lão sư nói ra lát nữa chúng ta không đi hiện trường sao lưu lão sư nói phải đi không vội để những hài tử này trước trao đổi trao đổi với nhau trong đó có người chưa từng thấy qua thi thể qua được cửa ải kia không qua được không có biện pháp cái kia chúng ta quay chương trình đừng như vậy thầy lưu lưu lão sư nói không phải các ngươi nói để cho ta mau chóng cho các ngươi triển lãm một chút pháp y cảm thấy hứng thú nhất đồ vật sao vậy rất đơn giản trực tiếp giải phẫu một cái thôi cái thi thể kia là ta tìm tốt nhất cơ bản không có gì tổn thương không phải lớn như vậy sao lên đây đã chơi lớn như vậy sao cô giáo hà ở trong tai nghe xác nhận với đạo diễn đạo diễn bên kia tỏ vẻ cho phép hà lão sư nói ra khán giả các bằng hữu sau đó lưu lão sư sẽ giải phẫu hy vọng mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt kế tiếp giảm bớt có thể khiến cho mọi người trong lòng khó chịu chuẩn bị sẵn sàng chúng ta bên này sẽ sớm tiến hành video xử lý bất quá vẫn là dễ dàng bị mọi người nhìn thấy một cái đại khái hà lão sư tiến hành giải thích kết quả làm cho hà lão sư không nghĩ tới chính là nhân số quan sát càng ngày càng nhiều đám người này căn bản không có ý định rời đi, mà là càng thêm chờ mong, đi xem đại gia hỏa giải phẫu. Lưu lão sư mang theo đại gia hỏa đi tới đại sảnh nơi này, ngồi ở trên ghế tám người, nhau nhau đứng dậy. Chào mọi người, tôi tên là Lưu Lương, chuyên môn phụ trách phỏng vấn các cậu. Trong khoảng thời gian này, các cậu phải đi theo tổ tiết mục, tiến hành đánh giá pháp y, bình thường vào chức. Bên chúng tôi sẽ không có nhiều khảo nghiệm như vậy, bất quá vì tiết mục, chỉ có thể là chế tác thêm mấy kỳ mấy người nhao nhao gật đầu trước khi đến đã sớm chuẩn bị sẵn sàng biết cách ghi âm chương trình vốn bình thường thủ tục là khảo sát các ngươi chuyên nghiệp trình độ bất quá hiện tại ta liền dựa theo pháp y nhất truyền thống đồ vật đến đây đi chúng ta trước đi phòng giải phẫu án tử không vội xử lý trước xử lý thi thể nói xong mang theo vài người trực tiếp hướng phòng giải phẫu đi đến đám người rất thú vị bảy người đứng cùng một chỗ hướng cầm cầm thì tự mình đứng ở một bên. Cúi thấp đầu, hơi nhút nhát, hơi rụt rè. Trần Phạm trực tiếp mỉm cười nói. Ta xem trọng ngươi nha. À, ngươi. Ngươi là Trần Phạm, ngươi là... Trần Phạm. Cậu sẽ không phải fan của tôi đâu. Chị em bên cạnh anh, đều vô cùng thích em. Vậy ánh mắt các ngươi không tệ, thích tiểu thịt tươi đẹp trai như ta. Dương lão bản đen mặt, nói. Ngươi nếu như sằng bậy, ta hiện tại liền cho ngươi cút đi, ngươi tin hay không? Biết rồi, biết rồi, ông chủ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không đi khách sạn với hướng cầm cầm, đến lúc đó ông không cần tốn tiền tiêu trừ hot sức. Dương lão bản khuôn mặt càng ngày càng đen, trực tiếp đi tới lưu lão sư bên người nói ra. Lưu lão sư, giải phẫu thời điểm, chúng ta những này khách quý, có thể tham dự sao? Là có thể, chỉ là lo lắng các ngươi chịu không nổi, Ngươi muốn tham dự, tôi không được. Trần Phạm đi. Trần Phạm vẫn luôn nói với tôi, hắn muốn thử giải phẫu. Lưu Lão sư hai mắt tỏa sáng, nói: Trần Phạm, ngươi cũng thích giải phẫu. Trần Phạm ngây ngẩn cả người, nói: ạ à, giải phẫu không có tính chất gì, phân thay tôi cảm thấy hứng thú. TS cầu ủng hộ, cảm ơn mọi người, cầu mọi người nhiều hơn cho Hoa Tươi đánh giá phiếu. Phi Lưu Tiểu Thuyết phi muốn ngươi đẹp mắt. Chương 4 Gia hỏa này không phải là tội phạm giết người đi, cầu duy trì, canh 4. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 Người này sẽ không là tội phạm giết người đem mấy người đứng ở trong phòng, một ít nữ hài tử, có chút không nhìn được, ông thùng rác ở một bên ói. Mà sức đề kháng của nam sinh tốt hơn một chút, nhưng khuôn mặt cũng trắng bệt. Hướng cầm cầm ngược lại rất lạnh nhạt nhìn thi thể, không nói gì đứng ở một bên hà lão sư nói gì ngươi không khó chịu lúc trước tôi đều làm việc ở nhà tang lễ sau đó tôi tự học một số kiến thức liên quan đến y học bây giờ mới định đến đây làm công tác pháp y một chuyên ngành đứng ở một đám nghiên cứu sinh giữa khoa chính quy vĩnh viễn là có vẻ không hợp nhau như vậy lưu lão sư thay quần áo đi ra nói sau đó ta sẽ tiến hành giải phẫu các ngươi ai nguyện ý xen vào một chút không ai nói chuyện không ai dám chủ động tiến lên ông chủ dương trực tiếp đẩy trần phạm một cái làm cho người trong phòng phát sóng trực tiếp cười hỏng rồi tôi hiểu sự oán hận của ông chủ đối với nhân viên này vốn dùng tiền nâng đỡ kết quả người này luôn gây ra thiêu thân nếu tôi là ông chủ phỏng chừng đã sớm tức giận đến bệnh viện rồi trần phạm không nói gì nói lão bản, ngươi quá đáng, ta không phải là ăn vụng bữa sáng của ngươi sao? Còn nữa, ví dụ như trên mạng bịa đặt nói cậu, chân thối. Dương lão bản trong nháy mắt kéo mặt, nói. Lưu lão sư, chuẩn bị một phần quần áo đi, cho Trần Phạm mặc vào, nếu là giải phẫu, để cho mọi người càng hiểu rõ, chuyên nghiệp người làm giải phẫu không tốt lắm, để cho không chuyên nghiệp người tới làm, thích hợp nhất, dạng này, có thể để cho mọi người cảm nhận được, bản chất nhất khác biệt. Lưu lão sư nói. Trần Phạm, ngươi cùng lão bản của ngươi có thù oán sao? Đoán chừng đúng vậy. Nói xong, Trần Phạm liền đi thay quần áo. Một lát sau, Trần Phạm đi tới. Lưu lão sư giải thích nói. Cơ bản cơ bản giải phẫu, chọn dùng đao pháp tương đối nhiều, thường thấy chính là chữ y cắt, bất quá đâu, nếu là ngươi làm rất nhiều người, một đao cắt, kỳ thật cũng là có thể. Nói xong, lấy dao mổ ra, Định đồng thủ Trần Phạm ở một bên ngứa tay Nói thật, cái này kỹ năng Để Trần Phạm cảm giác Chính mình tùy thời đều tính toán đi Cắt ra người khác Dương lão bản cố nén buồn nôn nói Cái kia, lưu lão sư Bằng không, ngươi để Trần Phạm tới đi Như vậy ngươi sửa lại Lưu lão sư nói Cũng có thể, Trần Phạm ngươi tới Dựa theo ta cho ngươi quy định tuyến đường Bắt đầu, ta cho ngươi sửa chữa Dựa theo ngươi muốn đến Trần Phạm nhận lấy dao mổ. Tôi thật sự có thể tùy tiện. Không có việc gì, giải phẫu vốn là quá trình để người khác học tập, ngươi phạm sai lầm, như vậy ta cũng chỉ đạo những học viên này." Trần Phạm nói. "Cái kia, ta thật sự sằng bậy. Không có việc gì, ngươi cắt đi, chỉ cần ngươi chịu đựng được. Xin lỗi các vị, là các vị để cho tôi làm." Dao găm trực tiếp đi xuống, trong nháy mắt, Lưu lão sư liền câm miệng vị trí, độ chính xác, thậm chí nói, góc độ hạ đao đều là tương đối hoàn mỹ. Cắt ra về sau, Trần Phạm giao giải phẫu hoàn toàn không có dừng lại, rất nhanh bay múa lấy. Theo cơ bắp đường công đi lại, khắp nơi đều là hoàn mỹ, hơn nữa, tốc độ cực nhanh. Bên này Lưu lão sư theo bản năng cầm laptop trong tay lên, định đi ghi chép. Nhưng Trần Phạm một câu cũng không nói, chính là cắt. Giống như là đang cắt ra một tác phẩm nghệ thuật bình thường. Lúc này, mọi người cảm giác Trần Phạm phản phất là đang vũ đạo, đặt mình trong một loại nhạc giao hưởng hoành tráng. Thịt cắt ra, tổ chức lấy ra. Từ dao nhỏ, biến thành cưa. Mỗi một kiện công cụ đều là thuận buồm xuôi gió như thế, chủ yếu nhất chính là Trần Phạm trên người vậy mà không có nhiễm một điểm dư thừa máu tươi. Vô cùng kỳ kỹ, để hình dung là thích hợp nhất. 7 phút, vừa vặn 7 phút, Trần Phạm đem dao nhỏ cho đặt ở một bên. Hít sâu một hơi, nói: "Được rồi, xong rồi." Chờ Trần Phạm quay đầu lại, phát hiện người đã sớm không còn, mọi người đã toàn bộ ngồi xổm xuống. Lưu lão sư trước tiên nói ra: "Trần Phạm, ngươi trước đó là làm cái gì?" "À, không phải nha, ta chính là, chính là thích xem một ít máu tanh điện ảnh, sau đó sẽ đi suy nghĩ, nếu như ta cắt ra một người" sẽ như thế nào như thế nào như thế nào, vẫn không có cơ hội, sau đó tới bên này thử một lần, thật đúng là thành công. Lưu lão sư ho khan một chút, sau đó bên ngoài đi tới một cảnh sát, trực tiếp đeo còng tay cho Trần Phạm, nói. Cùng chúng tôi đi một chút đi, Trần Phạm, có một số việc, cần cùng cậu trò chuyện một chút. Dương lão bản vội vàng đứng dậy, nói. Trần Phạm phạm sai lầm. Lưu lão sư nói. Ngược lại không có, chỉ là hắn cắt người tốc độ có chút quá nhanh, quá thành thục, chúng ta có lý do hoài nghi, Trần Phạm khả năng thật sự cắt người. Ông chủ Dương cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể yên lặng nhìn Trần Phạm bị mang đi. Trong chuyện này, có hiểu lầm đi, Trần Phạm vẫn xuất đạo ngay tại đơn vị chúng ta, đều là ta phụ trách, hơn nữa, Trần Phạm quá khứ ta cũng điều tra rõ ràng, không có bất kỳ quá khứ kỳ quái trải qua. Lưu lão sư nói ra. Nhưng là các ngươi không có biện pháp giải thích, giải phẫu chuyện này, ta giải phẫu ba ngàn cổ thi thể, cũng không có biện pháp ngồi đến giống Trần Phạm như vậy thuần thục, nhưng là hắn làm so với ta còn ưu tú hơn. Sinh ra để biết, đó là thần thoại cố sự, giải phẫu, từ xưa chính là, quen tay hay việc, cho nên, vẫn là cần điều tra một chút. Ông chủ dương lúc này cũng không nói gì. Cao nghiệp nói. Thật sự ưu tú như vậy. Lưu lão sư nói ra, trên thế giới giải phẫu thi thể lợi hại nhất người có hai loại một cái là giải phẫu pháp y còn có một cái chính là đứng đầu nhất tội phạm các ngươi biết ta tại trần phàm trên người thấy được cái gì sao một cô gái không nhịn được trực tiếp nôn ra lần nữa lúc này đạo diễn nhìn màn đạn trống rỗng trong phòng truyền hình trực tiếp tình huống gì đây là thẻ nhưng hậu trường hiển thị không có vấn đề gì những người này đều ở đây chỉ là những người này quên làm sao đi phát biểu, làm sao đi thảo luận. Đều bị một phần thần kỳ kỹ này ảnh hưởng. Kỳ thật đạo diễn suy nghĩ nhiều, phần lớn mọi người đều nôn ra. Căn bản không có tâm tư đi xem truyền hình trực tiếp, tiết mục này xem là thật sự ăn cơm a. À? PS Xin ủng hộ, cảm ơn mọi người. Phi lư tiểu thuyết, phi muốn ngươi đẹp mắt. Chương 5 Điều tra thêm đi cái này thịt tươi nhỏ, cầu duy trì canh năm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 điều tra đi, cái này tiểu thịt tươi, cầu duy trì, canh năm, không có lỗi, tôi nôn xong rồi, bằng không, điều tra đi, tiểu thịt tươi này. Đây đã không phải là giải phẫu, đây là biến thái đi. Điều tra một chút đi, điều tra đi, người này dùng nước trong nhà tuyệt đối là không thích hợp, người này tuyệt đối là tội phạm giết người gì đó. Ta thật sự là, ta không được, tiết mục này, đã không phải bảo tàng, đây là oán hận dạ dày của ta dùng sức dày vò. Tôi tưởng là phá án, không ngờ hai người tới thật, không có lỗi, quấy rầy. Lúc này, ông chủ dương sốt ruột đứng ở bên ngoài văn phòng, chờ đợi, ra sức cầm điện thoại gọi. Cao nghiệp ở một bên nói. Không có việc gì, ta tin tưởng Trần Phàm. Ai, ta cũng không biết đứa nhỏ này, sẽ giải phẫu, nhưng là vật này là như thế nào rèn luyện ra. Cao nghiệp nói không phải của công ty các ngươi sao công ty chúng tôi cũng không dạy người ta giải phẫu nha trong phòng thẩm vấn trải qua đạo diễn hỏi thăm cuối cùng người xem là có thể trực tiếp quan sát cảnh sát cùng lão lưu hai người ngồi nghiêm túc nhìn trước mắt trần phạm chúng tôi đã điều tra tất cả kinh nghiệm của bạn và thực sự bạn không có khả năng phạm tội trần phạm nói đúng vậy ta nói rồi ta chỉ là tự mình bổ não thôi Cảnh sát có chút không nói gì, nói: "Vậy ngươi nhìn thấy người sống là cảm xúc gì?" "Chính là người sống bình thường nha, ta chỉ là đối thi thể cảm thấy hứng thú, ta đối với tách ra người sống thân thể không có hứng thú nha, ngươi có thể lý giải, ta trí tưởng tượng phong phú." Cảnh sát nhìn về phía lão Lưu. Lão Lưu nói: "Bên này có cái bảng, ngươi viết một chút như thế nào?" Trần Phàm gật đầu. Bắt đầu cúi đầu giải đề rất nhanh, đề mục không nhiều lắm, Trần Phạm kết thúc đáp án. Lão Lưu nhìn đề mục, nói. Ừ, không tệ, điểm tối đa. Ngươi xem, ta liền nói ta không phải tội phạm đi. Có thể bắn chết rồi. Cảnh sát cũng không nhịn được, cười một tràng, nói. Cái này là. Cực kỳ bình tĩnh, nói như thế nào nhỉ, vẫn mang theo mặt nạ sinh hoạt thôi, cực kỳ bình tĩnh, đối mặt bất cứ chuyện gì, đều là chú ý lo diệt. Điểm tối đa, chưa từng thấy qua, trời sinh tội phạm có tính hay không? Cảnh sát không nói gì, nhìn Trần Phạm, nói: "Cái này." Dương lão bản chịu không nổi, trực tiếp đẩy cửa, nói: "Nếu không phạm tội, các ngươi liền không thể như thế thẩm vấn, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn là trời sinh tội phạm cái gì nguyên nhân sao?" Lão Lưu nói: "Đây chỉ là hỏi thăm bình thường, chúng ta cũng không có ý định giam giữ Trần Phạm, hơn nữa Trần Phạm, ngươi có ý tưởng hay không, làm pháp y? Trần Phạm nói: Cái kia thật đúng là không có ý tưởng, ta chỉ là đối giải phẫu cảm thấy hứng thú, bệnh lý học, phá án cái gì, ta hoàn toàn không có hứng thú nha. À, đây ngược lại là một sở thích kỳ quái. Tại sao anh lại thích giải phẫu? Trần Phạm trầm tư một chút, nói: Ai, nói không nên lời, chính là khi nhìn thấy thi thể kia trong nháy mắt Ta cảm thấy ta trên người dưới tế bào đều nổ tung ra, chính là ta muốn biết, cắt ra sau đó bộ dáng, ta thích nhìn ta giao giải phẫu, theo cơ bắp tuyến đường, chậm rãi cắt ra phần cảm giác kia, ta cũng khát vọng, nhìn thấy máu thịt tách ra cái kia vui sướng. Trần Phạm càng nói, càng vui vẻ, thậm chí đứng lên. Cơ thể con người là kho báu, kho báu lớn nhất và sau khi cắt ra, bạn sẽ thấy cơ thể con người thật tuyệt vời. Toàn trường im lặng khán giả trong phòng truyền hình trực tiếp cũng im lặng. Ông chủ Dương bị dọa ở một cái, nói: "Cái kia, bằng không, bắn chết đi." Lão Lưu nói: "Tôi đại khái đã hiểu, không có việc gì, cảnh sát làm phiền anh, chúng ta tiếp tục ghi hình đi." Viên cảnh sát gật đầu. Trần Phạm đứng dậy, đi ra ngoài, ông chủ Dương theo bản năng thi về phía sau một chút. Một chút sợ hãi. Trần Phạm cười nói: lão bản, ngươi đừng sợ, ta thật sự sẽ không phạm tội. Dương lão bản nói. Ta thừa nhận, lúc trước cùng ngươi nói chuyện, thanh âm có như vậy một chút lớn, nếu là có thể, xin tha thứ ta, yên tâm, ta về sau đối với ngươi, sẽ rất tốt. Phóc thử, ha 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 ha. Cười chết tôi rồi, tội phạm giết người lại ở bên cạnh tôi. Nếu tôi là ông chủ Dương, bây giờ tâm trạng tôi sẽ sụp đổ. Nói thật nha, bên cạnh ta nếu có người như vậy ta phỏng chừng tám phần trong lòng cũng chịu không nổi đây là thật sự khó chịu chờ mấy học viên nhìn thấy trần phạm về sau trực tiếp theo bản năng dựa sát về phía sau bên này lão lưu nói ra ân cũng không tệ lắm hôm nay vận khí rất tốt các ngươi vận khí cũng rất tốt này một phần giải phẫu cũng thu video tương lai sẽ xem như chuyên nghiệp tài liệu sử dụng những thứ này tất cả đều là chuyên nghiệp nhất cũng là nhanh nhất đồ vật hướng cầm cầm nói. Lão sư, cái kia, giải phẫu rất nhanh, có ý nghĩa sao? Không có ý nghĩa, nhưng nói như thế nào đây, nhìn rất đẹp trai, cái này đủ chưa? Mấy người cúi đầu, nghẹn cười, không biết xấu hổ đi nói chuyện. Trần Phạm đi tới hướng cầm cầm bên người, vỗ bả vai của nàng nói. Không có việc gì, ngươi học xong, về sau trở về cũng thuận tiện. Tôi học cái này làm gì? ba mẹ tôi chỉ muốn tôi tìm một công việc văn phòng ngươi nghĩ nha vạn nhất ngươi không được chọn còn muốn trở lại trước đó nhà tang lễ đúng hay không lại sau đó ngươi liền muốn bắt đầu học tập trang điểm cái gì kỳ thật đều kém không nhiều lắm chữa trị thân thể cùng phân giải thân thể đại đồng tiểu dị a à, ta sẽ đào thải sao đúng vậy bọn họ đều là nghiên cứu sinh khoa chính quy anh là khoa chính quy tôi là ông chủ tôi khẳng định không chọn anh hướng cầm cầm có chút bất đắc dĩ cúi đầu, không dám nhìn người khác. Trong vành mắt đang chảy nước mắt. Bên này ông chủ dương tức giận đến phát hỏa, trực tiếp cho Trần Phạm một khuỷu tay. Tiểu cô nương, đều bị ngươi cho dọa khóc, đây là chiêu sinh, lựa chọn ai, nhìn không phải bằng cấp, bằng cấp tốt có ý nghĩa gì, nhìn vẫn là năng lực. Tôi chỉ đùa thôi, đúng không? Anh làm em khóc rồi, anh đi dỗ đi. Trần Phạm không nói gì, trực tiếp lấy kẹo que ra, nói. Đến đây, em gái, ăn một cái. Được, cảm ơn anh. Không khó chịu sao? Hướng cầm cầm cố gắng nói. Không được, hắc hắc, cảm ơn ngươi. Được, cô nương này thật dễ lừa. Mà không ai biết, hành động vô hình của Trần Phạm, vì hướng cầm cầm này, mưu cầu bao nhiêu tiện lợi cùng phan hâm mộ. PS. Xin ủng hộ, cảm ơn mọi người. Phi lư tiểu thuyết, phi muốn ngươi đẹp mắt. Chương 6 Ta không đem pháp y, không có nghĩa là ta không hiểu sao, cầu duy trì, canh thứ 6. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 Ta không làm pháp y, không có nghĩa là ta không hiểu đi lão lưu bên này, mang theo các học viên, tiến vào trong phòng học, vẫn dừng lại ở phòng giải phẫu nơi này, quả thật không quá thích hợp. Vẫn phải đi chương trình giải trí. Bình thường chương trình giải trí kỳ thật đi đều là chính phú lộ tuyến, bốn cô gái bốn nam sinh, đi cái lộ tuyến này, rất bình thường. Vốn tổ đạo diễn bên kia, đúng là dự định đào thải hướng cầm cầm, nhưng mà, hành động này của Trần Phạm, trong lúc vô hình, làm cho đạo diễn khó xử. Ông chủ dương tiến lại gần, nói. Đạo diễn bên kia rất tức giận, cậu không phải làm cho người ta khó xử sao? Liên quan gì đến tôi, muốn chúng ta lưu lượng, còn không cho chúng ta tùy hứng nói xong, cầm lấy quả quyết trên bàn, bắt đầu bóc ra. Ăn không? Nhớ lại hình ảnh Trần Phạm vừa rồi bẻ gãy xương đùi, ông chủ dương trực tiếp ngồi thẳng người, quên đi, không ăn nữa, cảm giác, quả quyết này bên trong bỏ thuốc. Ta không trông cậy vào các ngươi chân chính trở thành giải phẫu pháp y, nhưng là giai đoạn này, ta cần đối với các ngươi tiến hành khảo hạch, ta hy vọng tất cả mọi người hiểu được. Tám người đều gật đầu. Được rồi, hiện tại các ngươi chờ đi, sau đó sẽ tiến hành phân tổ sau khi phân tổ kết thúc các ngươi phải vào văn phòng phỏng vấn nói xong lão lưu liền rời đi chờ lão lưu rời đi mấy học viên thở phào nhẹ nhõm tụ cùng một chỗ thảo luận khúc dịch linh một thân áo khoác màu đen phối hợp với áo sơ mi màu trắng rất là chủ động nói vừa rồi lúc giải phẫu cho tôi xem đều trợn tròn mắt trần phàm này lúc trước tôi còn tưởng rằng chỉ là tiểu thịt tươi không nghĩ tới thật sự sẽ giải phẫu hướng cầm cầm ở một bên muốn xen vào nhưng nhìn thấy bộ dáng tự tin của những người này liền lập tức câm miệng so với những người này hướng cầm cầm đúng là kém hơn rất nhiều nam sinh bên này dẫn đầu phát biểu chính là lưu triều vũ người mới từng làm lớp trưởng ở trường này ở trong phát biểu cùng như thế nào chiếm cứ địa vị chủ đạo trong đám người có một bộ lý luận của mình phải biết rằng phát biểu ở hiện trường bên này nói chuyện trao đổi đối với phỏng vấn chính là thêm điểm rất nhiều bốn vị khách đang quan sát trong văn phòng trợ lực khách quý cũng là hỗ trợ sàng lọc người đồng dạng cũng là dùng để giải đáp người xem nghi hoặc tồn tại cao nghiệp nói cái này khúc dịch linh tư liệu ta xem chuyên nghiệp đệ nhất rất lợi hại hơn nữa làm người đặc biệt tự tin kiêu ngạo dương lão bản nói ra tô châu y học viện bên này ta không phải rất rõ ràng nhưng là ta nghe nói là cái rất lợi hại trường học ra pháp y trong sáu sở trường học xếp hạng tuyệt đối cao cô giáo hà nói ông chủ dương làm rất nhiều bài tập điều này quả thật làm cho người ta rất bất ngờ không sai ở đây ngoại trừ hướng cầm cầm ra tất cả mọi người đều đến từ các trường đại học cao cấp mà sở dĩ lần tuyển sinh này chia làm từng đợt kỳ thật chính là tránh tuyển dụng sai lầm lúc trước tuyển dụng nhân viên marketing sớm nhất Tổ đạo diễn lựa chọn đều là sinh viên học viện thương mại ưu tú, nhưng cuối cùng bị người xem phun ra. Bởi vì điều này hoàn toàn không cho người bình thường cơ hội a. À. Ngược lại Trần Phàm rất thực tế nói, học hành gian khổ, người ta ưu tú, tự nhiên là có ưu thế, cũng không thể bởi vì người khác yếu thế liền cho tiện lợi phân biệt đối đãi đi, ta không thích bộ dạng này, ta nghĩ lão Lưu cũng sẽ không như thế đi. Đi tới một người đàn ông trung niên gầy yếu, mặc áo bơ lu trắng ngồi ở giữa mấy người nói vậy thì không lão lưu làm việc có chuẩn tắc của mình cái này không cần ngươi lo lắng hà lão sư nói ngài là các ngươi có thể gọi ta lão chu ta là chuyên môn tới cho người xem giải đáp hiện trường một ít vấn đề tri thức tỷ như pháp y bên trong tương quan đồ vật nói xong rất chủ động ngồi ở bên cạnh trần phàm trần phàm thì là theo bản năng chuyển ghế rời đi một chút Tôi nói trước, tôi không có hứng thú với đàn ông. Ha 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 ha. Mọi người nở nụ cười, bên này lão Chu nói ra. Ngươi giải phẫu video, ta xem, quả nhiên là đặc sắc tuyệt luân, hơn nữa thủ pháp sạch sẽ lưu loát, hạ đao tuyệt đối không dây dưa dài dòng, nếu không phải biết ngươi chưa từng liên lạc qua, ta còn tưởng rằng ngươi từ nhỏ đã học giải phẫu đâu. Trần Phạm nói ra. Ai, cái này không đáng ngại, không đáng ngại khả năng ta học tri thức tương đối phức tạp. Ngươi kỳ thật chỉ cái này tay nghề, có thể làm pháp y đấy, tại sao phải xuất đạo đâu? Bởi vì ra mắt kiếm tiền. Ông chủ dương bên này ho khan một chút. Vốn định ám chỉ Trần Phạm, kết quả Trần Phạm tiếp tục nói. Tiểu thịt tươi thật dễ kiếm tiền, chụp ảnh, không có việc gì làm nũng, dù không có việc gì liền bán manh, dù không có việc gì liền tố khổ gì đó, nói mình cố gắng cỡ nào, kỳ thật đi, các cậu hoàn toàn không biết tôi sống vui vẻ thoải mái cỡ nào ách xin lỗi nói nhiều kỳ thật từ hệ thống cho âm phủ kỹ năng bắt đầu trần phàm liền bắt đầu thả bay chính mình vốn trước đó còn làm bộ một chút sắm vai một chút chính mình tiểu thịt tươi nhưng là hiện tại hệ thống cho kỹ năng trần phàm biết chính mình nhất định không có biện pháp đương bình thường tiểu thịt tươi mẹ nó vậy thì chân thật đi mỗi ngày diễn kịch thật sự mệt chết đi được đậu má ta đột nhiên đường chuyển phấn đây là có thể nói thẳng sao đứa nhỏ này tam quan rất chính xác nha không nên bởi vì bằng cấp cao liền phân biệt đối xử với người khác cũng không thể bởi vì bằng cấp không cao liền kẻ yếu có lý thú vị thú vị ta cảm giác người này có thể thật sự hiểu tri thức pháp y hay không luôn cảm thấy người này biết cái gì thiên kỳ bách quái lão chu nói ạ à, vậy bình thường nhưng giải phẫu nhanh ngoại trừ nhìn rất ngầu, quả thật không có tác dụng gì. Ai nói không phải chứ? Hà lão sư xấu hổ nói. Cái kia, dù sao cũng là giải phẫu, hai vị, tôn trọng một chút. Lão Chu nói. Xin lỗi, xin lỗi, quên ghi hình tiết mục, Trần Phạm về sau cũng không thể nhanh như vậy giải phẫu, chúng ta phải tôn trọng thi thể, đúng hay không? À, đúng đúng đúng, kỳ thật ta có thể nhanh hơn, công cụ của các ngươi, hơi cũ rồi. Quay lại đổi cái mới, bên tôi có thi thể mới, là chết đuối. Quay lại cắt cho ta, ta cho ngươi xem, cái gì gọi là tốc độ. Không thành vấn đề. Không phải, các ngươi lễ phép như vậy sao? Đối với thi thể lễ phép sao? PS Canh 6, cầu cái số liệu, ngày đầu số liệu rất trọng yếu, cảm ơn. PS Xin ủng hộ, cảm ơn mọi người. Phi lưu tiểu thuyết, phi muốn ngươi đẹp mắt. Chương 7, mắt hướng phía không thích hợp phương hướng, cầu duy trì, canh thứ 7. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. B5, 05 giá trị thông số cơ giờ, cài 2, TS. Mọi người có thời gian, có thể lưu lại điểm bình luận sách, ta bên này bạo càng rất dọa người, chỉ cần mọi người cho số liệu tốt, ta từng phút bạo càng. Hiện trường tiết mục, Trần Phàm và Lão Chu nói chuyện phím, hấp dẫn người xem. Pháp y cùng một người ngoại nghề, nói chính xác là một cái không thích hợp tiểu thịt tươi trò chuyện như thế nào cắt ra một người hình ảnh này thấy thế nào đều là kích thích như vậy tôi hẳn là đang xem chương trình giải trí nhỉ đây hẳn là chương trình sàng lọc công việc gì đó vì sao ta cảm giác là hai tên biến thái đang trao đổi bệnh tình có một nói một hai người này hời hợt làm cho ta cảm giác lưng tê dại pháp y đều là người như vậy sao không đúng giống như người bình thường, ai đi làm y vậy? Hiện trường bên này, lão lưu ngồi ở trong văn phòng, phụ trách thông tin nhân viên, đem nhân viên cho chia làm tổ sau đó, liền mời tổ thứ nhất học viên tiến vào. Hai người bạn học đặc biệt đẹp mắt, hai cô gái có quan hệ giữa sư tỷ và sư muội. Thành Nhược Phi cùng một cô nương khác tên là Khúc Dịch Linh. Hai người song song đi vào trong phòng làm việc, Thành Nhược Phi cao 1m75, Khúc Dịch Linh cao cũng không thấp nhưng so với thành nhược phi thì kém hơn một chút đi vào văn phòng bên này sau khi lão lưu nhìn sơ yếu lý lịch một chút liền ngẩng đầu nhìn về phía hai người hỏi các ngươi một chuyện vì sao ta muốn phân chia các ngươi thành một tổ thành nhược phi nói bởi vì chúng ta đều là nghiên cứu sinh lão lưu không lên tiếng tiếp tục nhìn hai người thành nhược phi tiếp tục nói chẳng lẽ là bởi vì chúng ta cùng một trường đều là học viện y tô châu khúc dịch linh dẫn đầu lên tiếng bởi vì chúng ta đều là những cô gái tự tin xinh đẹp lão lưu bị chọc cười trong khoảng thời gian ngắn lại không biết trả lời cái gì trong phòng quan sát trần phàm cùng lão chu đang trao đổi bệnh tình mà một bên hà lão sư thì là nói đúng rồi lão chu lần này không phải là hai chọn một chứ hiện trường đột nhiên yên tĩnh lại lão chu nói vốn định chọn một trong hai nhưng nếu thật sự chọn một trong hai, dường như không công bằng. Trần Phạm nói ra. Vốn là không công bằng, ngươi đem bằng cấp cao như nhau hai người đặt cùng một chỗ cạnh tranh, như thế nào, cho những kia cạnh tranh áp lực nhỏ người cơ hội sao? Nói dối cái gì mà nói thật? Kỳ thật tổ tiết mục nghĩ rất đơn giản, đó chính là tạo ra mâu thuẫn, tạo ra tranh luận, chỉ có như vậy mới có lưu lượng. Tất cả mọi người rõ ràng một việc, chân thật pháp y tuyển dụng, không cần nhìn trăm phần trăm là dựa theo trình độ học vấn đi phân chia thế nhưng đây dù sao cũng là tiết mục cho dù tất cả mọi người biết trình độ học vấn rất quan trọng nhưng tấm màn che này không thể cởi bỏ ông chủ dương ho khan một chút cô nhìn hiểu ý của đạo diễn ám chỉ trần phàm cố sức chớp mắt lão chu ngươi nói xem người vì sao luôn nháy mắt đó hẳn là thời tiết khô ráo cho nên mới chớp mắt trần phàm gật gật đầu đưa tay, phun một ngụm bôi lên, định bôi lên mắt ông chủ mình. "Trần Phạm, ngươi chết cho ta." Trần Phạm trực tiếp né tránh công kích của ông chủ Dương. "Ngươi thật là, ta cảm giác mắt ngươi khô khốc, ta đặc biệt đến giúp ngươi, thật là lòng dạ tiểu nhân." Ông chủ Dương không còn gì để nói. "Ha ha ha ha, cười chết ta rồi, Trần Phạm đại thông minh. Tôi thật sự phục rồi, đứa nhỏ này, dễ lừa lắm." ông chủ đã ám chỉ cậu đừng nói nữa bất quá trần phàm nói cũng đúng nha người ta như vậy cố gắng học tập vì sao phải đặt ở cạnh tranh áp lực cao hoàn cảnh hạ người ta đọc sách ý nghĩa ở nơi nào tổ đạo diễn sắp xếp không tốt nha đây không phải thuần túy là định người ta vất vả cố gắng kết quả sao mà thành nhược phi cùng khúc dịch linh hai người tự giới thiệu mới là đâm tâm nhất thành nhược phi giới thiệu mình là nghiên cứu sinh đại học tô châu hơn nữa còn giành được thành tích đứng đầu môn chuyên ngành. Trong lúc thi nghiên cứu sinh, vòng sơ khảo vòng 2 đều là hạng nhất chuyên ngành. Đây tuyệt đối là học bá trâu bò nhất. Loại người này, nếu là đến cạnh tranh, kia thật là nghiện ép cấp bậc. Mà một bên khúc dịch linh càng thêm dọa người, không chỉ là nghiên cứu sinh, hơn nữa còn ở trên SCI phát biểu qua luận văn của mình, hơn nữa là đệ nhất tác giả thân phận. Luận văn chủ yếu là một loại giấy thử có thể giảm bớt hiệu quả, giảm định huyết thống. Nói trắng ra, chính là đối với đánh lừa, cùng tìm người thân có trợ giúp rất lớn. Chỉ là không có đánh giá sản xuất, tự hồ có chút thuyết pháp Vừa nhìn như vậy, khúc dịch linh thắng tiêu cực là lớn hơn nữa, bởi vì người chân chính có cống hiến thực tế, chính là rất hiếm thấy. Trần Phạm nói: để nhất tác giả, rất lợi hại đi. Lão Chu nói: rất lợi hại tác giả đầu tiên có thể nói hạng mục này là cô ấy đề xuất trước hơn nữa còn hoàn thành nhân viên bổ sung sau đó kỳ thật đều là giúp đỡ và trau chuốt mà thôi trần phạm nói vậy không cần chọn a à, khúc dịch linh khẳng định thăng cấp cô nương khác không cần xem chuyên ngành đệ nhất vô dụng đừng học tập tất cả mọi người bày bừa đậu má lời này cũng không thể nói như vậy a à. lão chu vội vàng ho khan một chút nói không phải nhìn như vậy Cô giáo hà vẽ mặt im lặng, nhìn về phía ông chủ dương, nhân viên của anh, không thể nói ít một chút sao. Ông chủ dương nói. Làm nổi bật cô. Nếu cô có thể, cô đi phỏng vấn đi. Bằng cấp của cô, sách dạy cho người ta cũng không xứng. Tôi mới không đi, làm pháp y lại không có bao nhiêu tiền, nhưng người ta thành nếu không, đặt ở tổ khác, là nghiền ép, dựa vào cái gì thứ nhất thứ hai lựa chọn một cái, thứ ba thứ tư lựa chọn một cái nha tổ đạo diễn, cố ý đi. Tổ đạo diễn cảm thấy, vẫn là con dao kia, bóp chết người này đi. Lão Chu nói. Yên tâm đi, sàng lọc không phải xem phân tổ, là xem thực lực cá nhân, nếu là xem phân tổ, quả thật không công bằng. Hiện trường bên này, lão lưu mang theo hai người, đi tới trước mặt hai người giả. Chuẩn bị cho các ngươi, các ngươi có thể phát hiện manh mối gì, đều nói ra đi, nhớ rõ, đó là một cảnh tượng mô phỏng một người một cái giả nhân, một người một cái thi thể, pháp y, nói chuyên nghiệp lời nói, không trắm dùng, trực tiếp nhìn thi thể, là thực tế nhất. PS Xin ủng hộ, cảm ơn mọi người. Đọc sách Ba việc Đọc, sưu tầm, thêm khen thưởng Chương 8 Một cây mang quyển lông, cầu duy trì, thứ 8 càng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio B5, 08 giá trị thông số cơ giờ, Cài hai, Trần Phạm ngáp một cái, cầm hạt dưa trên bàn lên, bắt đầu ăn. Dương lão bản không phản ứng, nói thẳng: Hai người này là mô phỏng pháp y hiện trường sao? Lão Chu giải thích: Kém không nhiều lắm, hai cái giả nhân là chúng ta mô phỏng ra thi thể, nhưng là đâu, khẳng định là cùng hiện thực có khác biệt, không phải trông cậy vào hai hài tử này phá án, chỉ là đơn thuần trông cậy vào hai hài tử này có thể tìm được càng nhiều manh mối. Sau đó, hai cô gái đồng thời đeo găng tay, bắt đầu nghiêm túc kiểm tra thi thể. Sau đó, lão Lưu bắt đầu cau mày. Trần Phạm bên này có chút không nói gì, nói: Hai người này đều đào thải đi. Ông Chủ Dương và thầy Hà đồng thời nhìn về phía Trần Phạm. Cao Nghiệp nói: Ta nhớ không lầm, ta tới thời điểm nhìn một chút pháp y tương quan, bước đầu tiên là lấy mẫu đi cũng chính là cần thu thập một ít vân tay hoặc là dna gì đó đi trần phạm búng ngón tay nói thông minh nhưng hai người này hoàn toàn quên mất dương lão bản nói vậy có lẽ hai nha đầu quên rồi sao trần phạm nói có gì quên không phải là chưa từng ra khỏi hiện trường sao pháp y vốn là thứ gần gũi chỉ là phim truyền hình cho cao đại thượng thôi lão chu khen ngợi ta đã nói ngươi hiểu pháp y tiểu tử ngươi còn nói ngươi không hiểu tôi đâu có nói không hiểu tôi chỉ thích giải phẫu không có nghĩa là tôi không biết tri thức đúng vậy mà lúc này hiện trường hai cái cô nương kiểm tra qua lồng ngực sau đó từ bên trong lấy ra một cái lấy ra điểm máu tươi phân biệt đặt ở cân lượng khí thượng động tác đồng thời của hai người kỳ thật đáp án nhận được là nhất trí một đau trí mạng trực tiếp cắt động mạch chủ sau đó tạo thành xuất huyết đánh giá đây là nguyên nhân tử vong trực tiếp nhất. Giám định pháp y, tìm hiểu nguyên nhân cái chết. Đây là khác biệt căn bản nhất. Thi ban hình thành, bước đầu tính toán tử vong từ 8 đến 10 giờ. Hai người rốt cuộc là học bá, quả thật có chút môn đạo. Mà lão lưu bên này lại nói. Không có phát hiện gì khác sao. Hai người tiếp tục kiểm tra, nhưng bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn thấy hai người này. Thành Nhược Phi nhìn thấy một thứ muốn nói nhưng phát hiện không có ý nghĩa gì liền để sang một bên được rồi các ngươi đi ra ngoài đi để nhân viên tổ tiếp theo vào đi hai người rời đi nhóm thứ hai hai nam sinh sau đó cũng tiến hành kiểm tra tương tự nhóm thứ ba một nam sinh một nữ sinh cũng kiểm tra như thế tổ thứ tư hướng cầm cầm cùng một nam sinh khác cũng tiến hành kiểm tra như thế trình độ học vấn hướng cầm cầm quả thật kém không ít nhưng trên thực tế hướng cầm cầm là lần đầu tiên cầm tăm bông lau chùi trên người người giả rất nghiêm túc rất chậm bất luận cái gì có thể kiểm tra vết thương đều cho lau chùi lão chu ở một bên rất vui mừng nói có thể để cho nàng đến đúng là người có tâm an bài đứa nhỏ này thành tích học tập bình thường nhưng năng lực động thủ thực tế rất lợi hại trần phạm nói ra đọc thuộc lòng tri thức khó khăn quá nói trắng ra ứng thí năng lực rất kém quá, không có gì khác. Ông chủ Dương nói. Thật ra, thành tích thi của tôi cũng bình thường. Ông bình thường sao? Ông chủ, người ta không thi đậu, không có nghĩa là không có năng lực. Trần Phạm, ngươi nói thêm một câu, ta sẽ xé ngươi ra. Cao nghiệp bên này xem video một chút, nói. Tôi cảm thấy cô gái này rất bình tĩnh. Lão Chu giải thích. Đúng vậy, Pháp Y, khó khăn nhất kỳ thật chính là giữ được bình tĩnh, muốn làm rất nhiều vô dụng công, ta cũng dám nói, cô nương này cho dù là cầm bông tâm, đem cái này người giả toàn thân đều cho lau sạch sẽ, đều tìm không thấy bất kỳ manh mối gì, đây chính là cái người giả. Thế nhưng, hoàn toàn là bởi vì người giả, động tác này ngươi có thể tỉnh lược, cũng có thể không đi tỉnh lược, chỉ có dưỡng thành thói quen người, mới có thể như thế. Về nguyên nhân cái chết, câu trả lời mà mọi người nhận được là nhất trí chỉ là hướng cầm cầm từ trên hạ thể của người chết tìm được một cọng lông. Nói như thế nào nhỉ, là một sợi lông cuốn. Trong nháy mắt, Cao Nghiệp và ông chủ dương liền đỏ mặt. Trần Phạm cười càng rỡ, nói. Ha 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 ha, tổ tiết mục sắp xong đời rồi. Đạo diễn bên cạnh đều hết chỗ nói rồi, mẹ nó, cái này phải giải thích như thế nào? Hà lão sư bên này cũng là có chút không nói gì, nói. Cái kia, cái này, cũng tính sao? Lão Chu ngược lại rất bình tĩnh, nói: "Xem nha đầu này nói gì đi." Lão Lưu ở một bên nói: "Cái này, ngươi thấy thế nào?" "Không biết, chỉ là cảm thấy cái này không đúng, cảm giác không phải của người này." "Không phải của người này, có tài liệu tham khảo hay chứng cứ tham khảo gì không?" Hướng Cầm Cầm có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói: "Ta chính là cảm thấy, cái này hình như là của nữ nhân." không phải của nam nhân, chỉ là ta chỉ là cảm giác, cụ thể cần đi so sánh. Nếu là ngươi cảm giác không đúng, như vậy liền lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian thì lãng phí thời gian. Lão Lưu vui mừng gật đầu, nói: "Được rồi, ngươi có thể đi ra ngoài." Lão Chu nói: "Nhà đầu này quả thật rất lợi hại, đây là chuyên môn nghiên cứu qua, quan sát qua mới có trực giác này." Ông Chủ Dương nói: cái kia, cái lông kia, thật sự là chứng cớ sao? lão chu nhìn về phía trần phạm, trần phạm im lặng nói. được rồi, được rồi, biết ngươi định thi ta, rất đơn giản, đó là lông của nữ nhân. trong nháy mắt này, hiện trường trực tiếp tức giận mập mờ. ngươi phán đoán như thế nào? bình thường nam nhân tương đối nhỏ mà thôi, nữ nhân thô hơn nam nhân mà thôi. lão chu tiếp tục nói vậy nếu là dưới nách hoặc là chòm râu thì sao trần Phạm đen mặt nói lão chu ta hoài nghi ngươi đang lái xe ý của ngươi người chết trước đó trải qua là một năm nhân tồn tại khả năng này hiện thực cũng không phải là không có trần phàm không nói gì nói ra bình thường phía dưới bộ lông là co giãn đấy lông nách mặt cắt ngang là hình bầu dục đấy chòm râu mặt cắt ngang đấy là hình tam giác đấy độ cứng càng cao cắt ra so sánh một chút là được rồi. Ông chủ dương đưa tay, ông đầu mình, không tốt, không tốt, cảm giác bắt đầu mọc đầu. Kiến thức vô dụng bắt đầu tăng lên. PS Hy vọng mọi người nhiều cấp số liệu, bình luận sách, truy đọc, cảm ơn. PS Xin ủng hộ, cảm ơn mọi người. Phi lư tiểu thuyết, phi muốn ngươi đẹp mắt. Chương 9 Gia hỏa này tuyệt đối là biến thái, cầu duy trì thứ 9 càng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 Tên này tuyệt đối là cái biến thái không phải, chờ một chút, điểm tri thức vô dụng này, vì sao, ta lại cảm giác, đầu ta đau. Tại sao, tại sao, có một cảm giác kỳ lạ của một bộ não dài. Không phải, tôi đã bắt đầu bổ não rồi, kết quả là anh đã phổ cập khoa học. Cho nên, thật sự có người sẽ đối với lông mau đi nghiên cứu sao? Đây là chuyện nhàm chán cỡ nào, biến thái cỡ nào mới có thể làm được. Ông chủ dương theo bản năng di chuyển cái ghế. Trần Phạm xấu hổ nói. Ông chủ, không cần sợ, tôi chưa từng nghiên cứu qua ông. Ngươi cút cho ta, ngươi không cần nói nữa. Một bên hà lão sư nhìn không được, hỏi thăm nói. Lão chu, Trần Phạm nói là. Nói thế nào nhỉ, không ai nghiên cứu cái này, nhưng hình như nói rất đúng, có thể coi như là đề tài nghiên cứu. Cao Nghiệp nói: "Vậy kiến thức này có ý nghĩa gì sao?" Nói như thế nào nhỉ, không có ý nghĩa gì, hậu kỳ chúng ta có thể đi so sánh, ví dụ như cùng người chết DNA không tương xứng, là có thể hoài nghi là nữ, nhưng là cũng tồn tại nam tính khả năng, bất quá, mấy năm trước án tử không hoài nghi nam nhân, cũng chính là gần đây mới bắt đầu tăng nhiều. Cho nên Trần Phạm nói cái này, nếu là thật có thể nghiệm chứng xuống quả thật có thể lược bỏ không ít phiền toái, nhưng là kỳ thật những này chỉ là bằng chứng, cũng không thể ngồi ở chân chính chứng cớ sử dụng. Được rồi, vẫn là tri thức vô dụng. Lão chu nhìn về phía Trần Phạm, nói. Ta rất tò mò, ngươi vì sao lại hiểu tri thức ít được chú ý như vậy? ạ à, nếu tôi nói, tôi ảo tưởng nhiều, có tính không? Khẳng định không tính, ngươi hẳn là nữ nhân không ít. Phóc thử, ha 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 ông chủ dương cũng không nhịn được, ông bụng mình, cười càng rỡ. Cao nghiệp ở một bên cũng không nhịn được, vì cười một tiếng. Trần Phạm tức giận nói. Lão Chu, ngươi mắng chửi người như thế nào? Ta mắng ngươi như thế nào? Ta coi như là có mùi tử, ta cũng là nghiên cứu mùi tử, ta không có việc gì nghiên cứu mau mau làm cái gì. Lão Chu nói. Không nên, đây là kiến thức thống kê học, nếu không có số liệu đánh giá ủng hộ ngươi không có đạo lý biết ngươi sẽ không có sở thích đặc thù gì chứ tôi không có ông đừng nói lung tung ông chủ tôi muốn kiện người này người này phỉ bán tôi người này phỉ bán tôi phỉ bán tôi hiện trường mọi người càng rỡ cười mà người xem cũng là phi thường vui vẻ chỉ là mọi người đối với trần phàm nhãn hiệu lại nhiều hơn một cái trước đó có thể là trời sinh tội phạm hiện tại sao nhiều hơn một cái biến thái danh hiệu có thể tưởng tượng được Hôm nay qua đi, Trần Phạm tiểu thịt tươi liền hoàn toàn không tồn tại. Bởi vì trong chương trình, chơi rất lớn. Chủ yếu nhất chính là, tri thức vô dụng của Trần Phạm, luôn có thể mặc danh kỳ diệu có tác dụng, hơn nữa thật sự có tác dụng đối với toàn bộ sàng lọc. Chính là tác dụng, hình như không phải rất lớn. Bên này, Lão Lưu kết thúc sàng lọc, trở lại phòng quan sát. Không nói gì ngồi ở một bên, đem văn kiện ném cho Lão Chu lão chu rất bất đắc dĩ nói đừng để ta lựa chọn ta không muốn đắc tội với người khác lão lưu nói ra không có một người phát hiện vật gì khác thông thiên đều là xác định nguyên nhân cái chết nguyên nhân cái chết thứ này là cơ bản nhất chúng ta phải làm là cho cảnh sát cung cấp tiện lợi hơn nữa để cho những người này tại phá án thời điểm có tác dụng lão chu nói đây chính là vụ án thời gian trước đi lão lưu gật đầu nói ta đơn giản mô phỏng một chút hơn nữa ở bên cạnh người chết đều đặt thẻ không ai đi xem không ai đi tìm hiểu tình huống chỉ cần hơi chút dùng điểm tâm đi tìm hiểu đều sẽ hiểu được ta muốn chưa bao giờ là cái gì nguyên nhân tử vong vật kia quá dễ phân biệt dương lão bản nói ít nhất biết là bị đâm chết không phải sao lão lưu nói nếu là biết đâm chết bất kỳ người nào cho dù không phải cảnh sát không phải pháp y đều nhìn ra lớn như vậy một cái lỗ hổng ạc à, hình như thật đúng là ngược lại hướng cầm cầm kia phát hiện ra thứ không tội là ta cố ý đặt ở bên kia chỉ là không ai biết lão chu đơn giản miêu tả một chút trần phạm lời nói lão lưu nói ồ thứ này còn có người nghiên cứu đâu trần phạm không lên tiếng lão lưu nhìn trần phạm sau đó một bộ rất hiểu biểu tình nói ngẫu nhiên ta đã biết vậy có thể lý giải lúc trước có người nói giới giải trí đều rất loạn ta còn không tin xem ra đúng là như thế không phải ánh mắt của ngươi là gì a à? ta kháo ta nhìn không được trần phạm tức giận tức giận rất lớn có được hay không khán giả đã sớm cười choáng váng được rồi lần này là thật sự làm thật chuyện mình là một tên biến thái bất quá trần phạm nói rất đúng tiếp theo so sánh đúng là một nữ nhân Bất quá, nữ nhân trước mắt đang chạy trốn, cảnh sát bên kia đang đuổi bắt. Nói ra không ảnh hưởng. Lão Lưu nói. Vụ án có thể lấy ra, đều có thể nói, kỳ thật có nói hay không cũng không sao, có lẽ chúng ta bên này nói, rất nhiều người xem biết, cũng có thể giúp chúng ta đi tìm người kia, sẽ cảnh giác một chút, phán đoán sơ bộ có thể là giết tình, nhưng cụ thể là cái gì, còn cần chờ bắt được người, mới có thể đi xác định. Lão Chu gật đầu, nói vậy hy vọng nhanh chóng bắt được. Dương lão bản nói. Người nói là nữ nhân, nữ nhân kia, vì sao giết người này? Không rõ lắm, người đàn ông đã kết hôn, nghi ngờ là tiểu tam, nhưng người phụ nữ và người đàn ông này không có trao đổi gì với nhau, trong điện thoại di động cũng không tìm được phương thức liên lạc, sau đó mới phát hiện một bản ghi chép chuyển khoản, 2.000 đồng, hẳn là chơi gái. Trần Phạm rất là căm tức nói. Đắc, đắc lão lưu nói ừ thành phố quả thật hơi đắt nếu đến nông thôn có thể rẻ hơn một chút khoảng ba bốn trăm đáng giận liếm chó nha đẩy giá lên ông chủ dương và cao nghiệp không nói gì trần phàm ngươi làm sao biết giá tiền ông chủ dương ghé vào bên cạnh trần phàm hỏi thăm trần phàm nói ta luôn luôn sẽ nhặt được một ít thẻ nhỏ sau đó ta liền gọi điện thoại thôi đối phương dĩ nhiên còn muốn cùng ta đòi tiền, làm ơn, ta đẹp trai như vậy, như thế nào đều là đối phương cho ta tiền có được hay không? Phóc thử, ha 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 ha. PS. Xin ủng hộ, cảm ơn mọi người. PS. Cầu cái bình luận sách, đánh giá phiếu, cảm ơn mọi người. Đọc sách ba việc. Đọc, sưu tầm, thêm khen thưởng. Chương 1. Thật đúng là phá án cầu duy trì, thứ 10 càng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10 thật đúng là phá án. Cầu ủng hộ, canh thứ 10, tôi cảm thấy, Trần Phạm tuyệt đối là đi tìm không ít. Nói nhảm, giới giải trí không phải đều như vậy sao? Chẳng lẽ giới giải trí giả bộ là xử năm gì đó, ai tin chứ? Vậy không nhất định, có lẽ người ta chính là đi theo khuôn mẫu thiếu niên sao? Ít nói cái gì mà thiếu niên 30 tuổi trách người ghê tởm. Lộ chuyển phấn rồi, tiểu thịt tươi này, rất thú vị. Ông chủ dương nhìn Trần Phạm nói. Không nghĩ tới, cậu còn rất có cuộc sống. Đương nhiên rồi, ông chủ, kỳ thật tôi biết rất nhiều thứ, ai, chỉ là anh không cho tôi cơ hội triển lãm. Một bên hà lão sư nói ra. Vậy về sau ngươi lên đài, tìm cái thi thể đi lên, ngươi biểu diễn một chút, tám phút cắt ra một người. Tôi cảm thấy có thể. Dương lão bản trực tiếp cho Trần Phạm một cái, nói. Cậu yên lặng một chút, đừng lên tiếng. Trần Phạm trong nháy mắt câm miệng. Cũng lười xen vào trong đó. Kỳ thật ngày đầu tiên tám người sàng lọc, cuối cùng là dự định lưu lại năm người, nhưng là bởi vì Trần Phạm làm như vậy, tự hồ dự định lưu lại nhiều một người. Tổ đạo diễn bên này thương lượng, lão lưu bên này cũng khó khăn, rốt cuộc là lưu lại ai. Cuối cùng, Tổ đạo diễn bên này để lại ba nữ sinh, hai nam sinh, khúc dịch linh còn có thành nhược phi hai cô gái, nhất định là muốn lưu lại. Một người là người đầu tiên thiên nhiên cứu sinh, một người là phát biểu luận văn. Biểu hiện của hướng cầm cầm bên này cũng phi thường ưu tú, đơn thuần ra khỏi hiện trường trình độ này, liền bỏ qua những người còn lại một mảng lớn. Hai người đàn ông còn lại đều rất đẹp trai, từ kém đồng và trần đề là hai cậu bé. Từ kém đồng đơn thuần là lấy ra lý lịch của mình, kỳ thật chính là rất dọa người. Bên này lão lưu nhìn giới thiệu, nói. Kế tiếp, các ngươi năm người xem như đã qua bước đầu kiểm tra, mà sau đó mỗi một kỳ tiết mục, các ngươi đều cần phối hợp, nếu là xuất hiện tạm thời án kiện, cũng sẽ mang theo các ngươi đi tham dự. Án kiện bên trong biểu hiện điểm là có thể cho các ngươi thêm điểm, hàng ngày chúng ta ra nhiệm vụ, các ngươi cũng là có thể hoàn thành, đến đạt thành điểm. Mô hình cơ bản đều là áp dụng kỹ xảo chuyên nghiệp để giải quyết vụ án. Bên này Trần Phạm cao mày, trong lời này, có chút ý tứ A. Năm người mới yên lặng gật đầu, đem những lời này đều cho ghi nhớ. Cao nghiệp đưa cho Trần Phạm một chai nước, nói. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Trần Phạm nói. Lão Lưu đang đào hầm, cái hố này hơi lớn, mấy đứa nhỏ này, phỏng chừng phải chịu đau khổ rồi. Chịu đau khổ cao nghiệp không hiểu lắm trần phạm nói hướng cầm cầm và nam sinh bị đào thải trước đó phân tổ là bởi vì hai người kỳ vọng tiền lương để phán định một là cao nhất một là thấp nhất cũng chính là đem tự tin nhất cùng người tự phụ nhất đặt cùng một chỗ cao nghiệp nói hướng cầm cầm có chút tự ti đúng là rất tự ti nha nhưng là tự ti người ta sẽ dựa theo năng lực thực tế của mình đòi tiền đấy ngươi một cái vừa mới tốt nghiệp sinh viên trực tiếp một vạn năm lão lưu nói ra ai đây là thu hình tiết mục nếu là thực tế mà nói pháp y công tác hoàn cảnh là rất kém cỏi dù sao giải phẫu ở chúng ta trong nước là phi thường mẫn cảm sự tình chúng ta văn hóa nói cho chúng ta biết tôn trọng người chết người chết vi đại cho nên giải phẫu tất nhiên có một chuyện chính là người nhà phải ở đây chúng ta quốc gia tôn trọng người nếu là ngươi là cái phạm tội người bị tình nghi nếu là đối phương người nhà không đồng ý giải phẫu chúng ta cần đi câu thông đi trình bày phần năng lực này khúc dịch linh và hướng cầm cầm đều có có điều trước đó trần phàm cũng nói người ta cố gắng học tập trực khổ đây không thể là căn bản đào thải cho nên nói thành nhược phi cũng phải ở lại tính chuyên nghiệp rất mạnh hiện thực rối tinh rối mù một là tính chuyên nghiệp rất yếu nhưng là hiện thực rất mạnh hai người đều lưu lại mới là nhất có tham khảo điểm Trần Phạm nói. Kỳ thật, hướng cầm cầm cơ bản không có cơ hội. Lão Lưu cười, uống một ngụm nước nóng giữ ấm của mình, sau đó nôn ra một chút lá trà. Nói như thế nào? Trần Phạm không lên tiếng. Một bên dương lão bản bất đắc dĩ nói. Bởi vì, học tập tốt người, đại biểu cho học tập năng lực rất mạnh, nàng chỉ là không có thời gian đi học tập hiện thực mà thôi, hiện tại thời gian đầy đủ, sẽ giống như là bọt biển rơi vào hải dương bình thường điên cuồng học tập lão lưu nói trần phàm biết ngươi tương đối coi trọng hướng cầm cầm đồng tình với kẻ yếu là tâm tính của mỗi người thiện lương đều có nhưng hướng cầm cầm muốn đi xuống vậy cần xem năng lực của nàng có thể hăng hái vương lên hay không vậy thì không biết được đây mới thật sự là suy nghĩ công việc chưa bao giờ là một trò chơi gia đình anh muốn tiền lương rất cao chúng tôi có quyền không cần anh tiền lương của anh thấp cho dù đồ ăn của anh tuyệt đối không sao, bởi vì tiền lương thấp, chúng tôi sẽ càng thêm nguyện ý đi lựa chọn anh. Chịu khổ chịu khó là phẩm đức mà mỗi ông chủ đều hy vọng nhân viên có được. Bằng cấp cao, chúng ta sẽ lưu lại, nhưng nếu năng lực tiếp thu của ngươi rất kém cỏi, chúng ta sẽ không lưu lại ngươi. Kỳ thật, còn có một nguyên nhân nữa. Trần Phạm nhìn Lão Lưu. Lão Lưu nói. Ngươi nói đi, ta muốn xem suy nghĩ của ngươi trần phạm nói ra bởi vì tôn thành đổi người này kỳ vọng bản thạc liên tục đọc cũng chính là lấy được tiền lương thời điểm còn hy vọng tiếp tục đi lên thi dự định đi chuyên nghiệp đi đến cùng cả đời đương một cái chuyên nghiệp làm học thuộc người lão lưu nói đúng cái này không sai chỉ là chúng ta bên này không ai có thể mang theo hắn người làm học thuộc người đều là ở trong trường học hướng cầm cầm kia ta nghĩ là bởi vì đứa nhỏ này thấy quá nhiều tử vong đi Hà lão sư cũng là rất kinh ngạc, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, nói ra. Gặp qua tử vong, sau đó sợ hãi tử vong, sau đó hy vọng để cho một ít bị hại chết người, đạt được một ít đáp án đen. Trần Phạm nói ra. Nếu không phải lý do này, phải biết rằng, mai tán thế nhưng là nhân viên công vụ, ổn định công tác, nằm hiểm một kim, tiền còn rất nhiều, nàng điên rồi, đến làm cái pháp y. À, hình như thật đúng là đạo lý này lão lưu nói vậy sau này ngươi mang thêm chăng trần phàm cau mày như thế nào cảm giác mình bị hố đây ts xin ủng hộ cảm ơn mọi người ts cầu cái bình luận sách hai vạn chữ ngày đầu đổi mới cầu cái số liệu bình luận sách phi lưu tiểu thuyết phi muốn ngươi đẹp mắt